Lễ khai giảng năm học mới với hình thức trực tuyến là điều đặc biệt, chưa từng có. Dù chỉ được gặp thầy gặp bạn qua màn hình máy tính ngày đầu tiên của năm học, nhưng vẫn trọn vẹn cảm xúc. Trường Tiểu học Nhật Tân, huyện Tiên Lữ ngày khai giảng năm học mới. Sân trường vắng lặng, không rực rỡ cờ hoa, không rộn ràng tiếng hát, tiếng cười của học trò. Chỉ có các thầy cô giáo tới sớm hơn, hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ khai giảng năm học mới. Đây là một cái lễ khai giảng đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để có một cái buổi lễ khai giảng thật là trọn vẹn đối với các em. Nhưng mấy hôm nay là đã lắp đặt tất cả các cái thiết bị đường truyền vào tất cả các lớp, kết nối với các em để cho các em làm quen. Dù chỉ được gặp thầy, gặp bạn qua màn hình máy tính, nhưng cũng không khiến cảm giác háo hức, mong chờ lễ khai giảng bị phai nhạt. Nhất là với những cô cậu học trò đầu cấp, từ sáng sớm, em Vũ Thành Lâm, lớp 1A trường Tiểu học Nhật Tân đã được mẹ diện cho bộ quần áo mới, cùng đợi thời khắc tiếng trống khai trường. Con rất là phấn khởi. Hôm nào cũng hỏi mẹ ơi, thế ngày mai là con dậy từ mấy giờ? Thế sáng nay là con dậy được rất là sớm để cho buổi lễ khai giảng online. Đúng 7:30, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức trên toàn tỉnh với sự nỗ lực mang tới cho học trò một lễ khai giảng trọn vẹn nhất. Ngoài các nghi lễ không thể thiếu như lễ chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng năm học mới, nhiều nhà trường đã sáng tạo qua những video clip về trường lớp, thầy cô, bạn bè hay những tiết mục văn nghệ vui tươi, sôi nổi. Qua đó lan tỏa niềm hy vọng, tin tưởng vào một năm học mới thành công, thắng lợi. Dịch Covid-19 đến, chúng tôi cũng phải thay đổi rất là nhiều. Chúng tôi đã phải làm quen với các ứng dụng công nghệ thông tin. Nhưng có lẽ chúng tôi nghĩ rằng những cái khó khăn đó lại trở thành những cơ hội để cho chúng tôi có thể có cơ hội được học tập và trau dồi thêm tri thức và đồng hành cùng với các em học sinh. Chúng tôi rất sẵn sàng và hy vọng và tin tưởng chúng tôi sẽ thành công. Em đã có 2 năm để học bằng hình thức trực tuyến này, thế nên em cũng không còn bỡ ngỡ gì nữa. Các thiết bị và các đồ dùng học tập đều đã có, thế nên là em cảm thấy mình đã sẵn sàng vào năm học mới ạ. Em mong bản thân mình có thể có được những cái thành tích tốt hơn so với năm trước ạ. Sau lễ khai giảng, ngoài bậc mầm non, thầy và trò các nhà trường sẽ bắt đầu năm học mới với hình thức trực tuyến. Riêng khối lớp 1 sẽ kết hợp 2 hình thức học trực tuyến và trực tiếp tại trường. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để thầy và trò các nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng phát triển năng lực người học. Thưa quý vị và các bạn, một lễ khai giảng đặc biệt mở đầu cho một năm học đặc biệt với nhiều khó khăn và thách thức. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Như trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, không để một em học sinh nào không thể học tập do ảnh hưởng của đại dịch, không thể để cho nền giáo dục Việt Nam không hoàn thành sứ mệnh trọng trách trước Tổ quốc và nhân dân.